Phật A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Chuyển ngữ Hạnh Trơn Biên tập Minh Tâm Thời gian Ngày 2 tháng 3 Năm 2011 Địa điểm Học viện Tịnh Tông Úc Châu Tập 312 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Kinh Văn Hàng Thứ Nhất Trang 366 A Nan Giang Phật Sở Thuyết Bạch Thế Tôn Ngôn Pháp Tạng Bồ Tát Thành Bồ Đề Giả Di thị quá khứ Phật già Di lai Phật già Di kim hiện tại Tha phương thế giới già Tôn giả An Nan Sau khi nghe Đức Thế Tôn nói xong ngài đưa ra một vấn đề. Pháp tạng Bồ Tát hiện nay đã thành Phật. Ngài là Phật quá khứ, Phật vị lai hay Phật hiện tại. Phật hiện nay chắc chắn không ở thế giới ta bạn. Vì một thế giới chỉ có một vị Phật. Đức Thế Tôn là Phật hiện tại. Như vậy Bồ Tát Pháp Tạng thành Phật Khẳng định là ở thế giới tha phương Bên dưới Là Đức Thế Tôn trả lời Ngài Thế Tôn cáo nguồn Bỉ Phật như Lai Lai vô sở Lai Khứ vô sở khứ Vô sanh vô diệt Phi quá hiện dị Lai trả lời này hoàn toàn thuận theo chân đế cũng chính là nói chư phật như lai và cảnh giới của pháp thân bồ tát chứng đắc vô thượng bồ đề thời gian và không gian đều đột phá đột phá thời gian chính là không có quá khứ hiện tại gì lại không gian nếu không tồn tại thì không có thế giới này và thế giới tha phương nên đây là chân tướng sự thật Không thể nói là Quá khứ hiện tại hay dị lai Đồng thời Bồ Tát đã thành Phật Cũng không có đến đi Không có sanh diệt Thành Phật như thế nào? Đã giác ngộ Giác ngộ viên mạng Gọi là Thanh Phật Gọi là thành Bồ Đề Thanh tựu Bồ Đề Bồ Đề là Đại Triệt Đại Ngộ Bên dưới Là nương theo tục đế mà nói Đã dĩ thù nguyện độ sanh Hiện tại Tây Phương Hiện là thị hiện Khứ diêm phù đề Bách thiên câu chi na Do tha Phật sa Hữu thế giới danh dĩ cực lạc Pháp tạng thành Phật Hiệu A-di-đà Thành Phật dĩ lai Ưng kim thập kiếp Kim Hiện tại thuyết pháp Hữu vô lượng vô số Bồ Tát Thanh văn chi chúng Cung kính di nhiều Đây là thuận theo tục đế Thật sự có một nơi như vậy Đức Phật ở trong đó Giảng kinh dạy học Giáo qua chung sanh Thật có việc này Chúng ta xem Chú giải của quan niệm tưởng Anan tùng sự khởi dân Hoàn toàn là tùy việc mà xé. Thế tôn như lý chánh đáp năm câu hàng thứ nhất ở trước thế tôn là từ cảnh giới hiện chứng chư phật như lai mà trả lời sự lý vô ngài diệu hiển trung đạo thế tôn cáo an an viết. bỉ phật như lai la vô sở lai khứ vô sở khứ xử giữ kim can kinh trung như lai già vô sở tùng lai diệt vô sở khứ cố danh như lai chỉ một vị không sai khác Hoàn toàn là cùng một ý nghĩa Linh Phong Đại Sư Chính là Ngẫu Ích Đại Sư Ngài ở một sơn Tây Thiên Đáo tràng gọi là Linh Phong Tự người đời sau tôn kính ngài nên gọi ngài là linh phong đại sư kim cang phá không luận Giải chì viết kim cang phá không luận là của ngài ngẫu ích đại sư trượt tác dĩ chân như vô biệt xứ sở Khả Tùng Bỉ Lai Sanh tử vô biệt xứ sở Khả Tùng Thự Khư Cố vị hữu duyên tắc hiền Thì như thủy thanh nguyệt hiền Nguyệt thật bất lai Duyên tận tắc ẩn Thì như thủy trược nguyệt ẩn Nguyệt thật bất khử cột Thử diệt chánh thị bộ kinh Thử tam cổ kinh gian chi dạy Đây là Thật tướng các Pháp Chân tướng của tất cả Pháp đều như vậy Chân như Vô biệt xứ sợ Sanh tử Cũng vô biệt xứ sợ Nó ở đâu? Ngay tại đây Ngay hiện tiền Hôm Cách nói này của chúng tôi Các vị đồng tu Sẽ không phản đối Sẽ không có nghi vấn Vì sao? Quý vị có nền tảng pháp hòa Hướng gì chúng ta đã đọc qua hai lần Giọng tận hoàng nguyên quán Của quốc sư hiền thủ trong kim hòa nghiêm nói thờ tướng các pháp không có đối lập Quá khứ hiện tại vị lai là đối lập Không có đối lập Nghĩa là không có thời gian Không có xa gần Nghĩa là không có không gian Cho nên Ý niệm vừa động liền biện pháp giới hư không giới Vì sao? Bởi không có cự ly Một là tất cả Tất cả là một Đây mới là chân tướng sự thật Hiện tượng này từ đâu mà có Vũ trụ từ đâu có Năng sanh giảng pháp Giảng pháp từ đâu có Trong kinh lăng nghiêm Đức Thế Tôn dạy rằng Đương sự xuất sanh Tùy xứ diệt tận Cách nói này của Đức Thế Tôn Trong Kinh Bồ Tát Sứ Thai Là đối thoại giữa Thế Tôn và Bồ Tát Di Lặc Đã nói một cách tương tận thấu triệt Sao gọi là đương xứ xuất sanh Cái gì gọi là đương xứ diệt tận Bồ Tát Di Lặc nói Một khẩy móng tay Có 32 ức 100 ngàn niệm Mỗi niệm thành hình Đó chính là xuất sanh Là hình dai hữu thức trong mỗi niệm Một niệm này sanh ra Thì hiện tượng vật chất liền xuất hiện Hình giai hữu thức là hiện tượng tinh thần xuất hiện Trong Phật Pháp gọi là ngũ uẩn Niệm niệm thành hình Là sắc xuất hiện Hình giai hữu thức là thọ tưởng hành thức xuất hiện Tuy xuất hiện Nhưng Đức Phật nói Ngay chỗ đó diệt tận Ý niệm này không còn Hiện tượng này cũng không còn nữa Ý niệm thứ hai lại khởi lên Nó lại xuất hiện Ý niệm này tồn tại thời gian bao lâu Chúng ta tính toán khái lược Nếu một giây có năm lần khảy móng tay Thì trong một giây đó Có bao nhiêu lần xuất sanh Bao nhiêu lần diệt tận Chữ số được tính ra là Một ngàn sáu trăm triệu một giây Một giây có một ngàn sáu trăm triệu lần sanh ra Và diệt tận. đương sự xuất sanh tùy sự diệt tận quý vị nói nó từ đầu đến không có chỗ đến quý vị nói nó đi đâu không có chỗ đi đến đi là giả không phải thật điều này thật sự giúp chúng ta nhìn thấu triệt thế gian này đức phật nói đây thật tướng của các pháp cho nên đức phật thường nói nhất thiết pháp không phạm những gì có tướng đều là hư vọng quý vị nói có phải hư vọng không một phút Có một ngàn sáu trăm triệu lần sanh diệt Đơn vị là triệu Người xưa nói dạng dạng là một ức Dạng ức là một triệu Một giây có một ngàn sáu trăm triệu lần sanh diệt nên Tìm sanh diệt Không thể nào Lời này phải nói ra sao Dùng bất sanh bất diệt Để nói lên sự việc này Mọi người nên biết rằng Nếu thực sự không có sanh diệt Mà nói bất sanh bất diệt Thì chẳng có ý nghĩa gì Sanh diệt chính là không sanh diệt Không sanh diệt chính là sanh diệt Đây là nói về hiện tượng gì? Một giây Có một ngàn sáu trăm triệu lần sanh diệt Hiện tượng sanh diệt này làm sao có thể nắm bắt được nắm bắt không được chẳng những mắt chúng ta không nhìn thấy mà tai cũng không nghe thấy lột can tiếp xúc không được ngay cả suy nghĩ cũng không thể nghĩ đến chúng ta nghĩ một sự việc thì khởi tâm động niệm trong một giây có một ngàn sáu trăm triệu lần sanh diệt các nhà khoa học đã phát hiện nhưng không nói ra chữ số Đức Phật đã nói ra chữ số Giới khoa học nói tốc độ sanh diệt của lượng tử vô cùng nhanh chóng nghĩa là tồn tại của nó thời gian tồn tại vô cùng ngắn ngủi mắt thường của chúng ta có thể nhìn thấy trên thực tế nó là tương liên tục Như chúng ta xem phim Nhìn thấy những hình ảnh trên màn hình Là tưởng liên tục Không phải từng tấm từng tấm Nó di động rất nhanh Khi điện ảnh phát ra chúng ta biết Một giây có 24 tấm Ngày nay Đức Phật nói hiện tượng trước mắt chúng ta Ta có thể cảm nhận được thế giới này Một giây là một ngàn sáu trăm triệu Liên tục đều là huyện tướng Không phải thật Chúng ta không cần tướng liên tục Chỉ đơn thuần tìm một tướng được chăng Một tướng chính là ở đây nói Đến không chỗ đến Đi không chỗ đi Bớt săn bớt diệt Chính là hiện tượng này Chúng ta tìm sanh diệt sẽ không tìm thấy Bởi nó quá nhanh Trong một giây có một ngàn sáu trăm triệu lần sanh diệt như vậy làm sao tìm được ngày nay hiện tượng mà giới khoa học tìm thấy là chân tướng của hiện tượng vật chất cái gì gọi là vật chất rút cuộc vật chất là gì hiểu rõ chân tướng thì ra nó là huyện tướng Do ý niệm tích lũy Đây chính là nói Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Vật chất từ tâm tưởng sanh Các nhà khoa học chứng minh Ý niệm Và ý thức Là nền tảng của vật chất Nói cách khác Không có ý niệm này Thì không thể có hiện tượng vật chất tồn tại Hiện tượng vật chất là hiện tượng do ý niệm tích lũy Chúng ta cho rằng nó tồn tại Thật ra nó không tồn tại Như chúng ta xem hình ảnh trên phim và trên tivi Những tướng đo hình như tồn tại Thật ra không phải Là tốc độ di động quá nhanh Di động trên điện ảnh Chúng ta biết Nhưng xem tỉ mỉ Thì nó có chút chấn động Vì sao? Bởi một phút có 24 lần chấn động Hình như có động thoáng qua Nhưng tivi không nhìn thấy Tần suất của tivi so với máy chiếu phim Thì cao hơn rất nhiều Càng, càng nhanh ta càng cảm giác không được Không nhìn thấy nó là giả Kỳ thật nó thật sự là giả Bao gồm cả thân thể chúng ta Bao gồm cả tư tưởng của chúng ta Toàn là giả Đừng cho là thật các nhà khoa học thông minh của ngoại quốc họ không thừa nhận thân thể là ta cái gì là tôi tôi suy tư tức là tôi hiện hữu ta có thể suy nghĩ cái này là ta thân thể này không phải ta có thể suy nghĩ là của ta suy nghĩ là gì là thực thứ sáu ý thức là nền tảng của vật chất ý thức cũng không tồn tại nó hoàn toàn tương đồng với tần suất của hiện tượng vật chất tần suất chấn động cao Cho nên các nhà khoa học có đề xuất Cho rằng toàn thể vũ trụ chấn động như sợi dây đàn vậy Định luật của sợi dây đàn Đều từ chỗ này phát sinh. Cách nói này cũng tương ứng với Kinh Phật Phật Pháp nói nhất niệm bất giác Nhất niệm bất giác đó chính là chấn động của sợi dây đàn rất di tị Rất nhanh chóng Nhất động này sinh ra hiện tượng Là hiện tượng hư huyễn Tên của nó trong kinh Phật gọi là A Lại Gia A Lại Gia là năng biến Muôn sự muôn pháp là sợ biến Nhất biến này chính là mười pháp giới y chánh trang nghiêm Mười không phải tượng trưng cho chữ số Mười là tượng trưng cho sự viên mạng Biến hóa vô lượng vô biên Vô tận vô số Nó biến qua theo từng ý niệm của ta Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Đây chính là Chân tượng của nhân sinh dạng vật trong vũ trụ Bồ Tát thành Phật là hiện tượng này Là hiện tượng tự nhiên Chúng ta ngày nay Cảm nhận về thế giới cũng là hiện tượng này Không rời hiện tại Vì sao Ngài có thể thành Phật Ngài buông bỏ dòng tưởng phân biệt chấp trước Nên Ngài có thể thành Phật Bất cứ người nào trong chúng ta Nếu buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì cũng thành Phật Sau khi thành Phật sẽ biến Biến Pháp giới hư không giới Với mình là một thể Thanh đẳng chánh giác Đây là bộ phận lành mạnh Mê thất tự tánh Là ngộ nhận Lục đạo và mười pháp giới Cho rằng nó là có thật đây là một bộ phận bị tê liệt trong toàn thể của chúng ta là trạng thái không lành mạnh giống như thân thể chúng ta bị trúng gió vậy nửa người bị tê liệt tê liệt chính là mê thức tự tánh bộ phận bình thường là bộ phận lành mạnh đó là giác ngộ thật là nhất thể chư phật như lai pháp thân bồ tát các ngài thừa nhận các ngài khẳng định đây là cảnh giới như lai tự thân chứng được Trong Kim Kim Cang nói rằng Như Lai vô sở tùng lai Diệt vô sở khứ Cố danh Như Lai Như Lai là nói đến tất cả hiện tượng Bất cứ hiện tượng nào cũng đều như vậy Đương sự xuất sanh Tùy sự diệt tận Nên cần phải biết Chân như Không có nơi chốn Bất cứ nơi nào Chốn nào đều có Là Pháp Tánh Sáng tử là Pháp Tướng Thể của Pháp Tướng Chính là chân như Nên Pháp Tướng Cũng không có nơi chốn. Cũng là bất cứ nơi nào chốn nào đều có Có duyên thì nó hiện Không có duyên thì nó ẩn Khi không có duyên Ngài Huệ Năng nói Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ Không có hiện tượng vốn tự nó đầy đủ Nó đã ẩn Không thấy nữa Có duyên thì có thể sanh ra dạng pháp đã hiện, dạng pháp đã hiện ra, nó hiện chúng ta gọi nó là sanh ra, nó ẩn chúng ta gọi nó là tiêu diệt. thật ra không có sanh ra cũng không có tiêu diệt, chỉ là ẩn hiện không giống nhau mà thôi. tự tánh là thật sự viên mãn không hề khiếm khuyết nó thật sự không có biên tệ hiện tượng này có thể chính là các nhà khoa học phát hiện sự chuyển biến của năng và chất năng là thể năng là nhất chất là vật chất hiện tượng vật chất rất nhiều vô lượng vô biên là do một năng lượng biên như khoáng vật kim loại kiên cố các nhà khoa học nói tần suất chấn động của nó hơi thấp như đất cát đất bùn tần suất nhanh hơn cho nên Vật chất không giống nhau Sinh ra hiện tượng tần suất không tương đồng Những hiện tượng này đều là huyện tương Vì tất cả hiện tượng vật chất từ kim loại nặng đến không khí dưỡng khí tất cả Đều có thể trở về Thành năng lượng Sức mạnh như thế nào Chỉ huy năng lượng Biến thành hiện tượng vật chất Ý niệm Sức mạnh như thế nào đem vật chất trở về với năng lượng cũng là ý niệm vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh ngày nay ý niệm của chúng ta vì sao không thể đem năng lượng biến thành vật chất đem vật chất biến thành năng lượng tại sao không thể Thật ra Đức Phật đều đem thông tin này nói ra cho chúng ta Chỉ là chúng ta lơ là không để ý mà thôi Trong kinh Di Giáo có nói Ở đây chúng ta cũng đã nói Ở trước cũng nói cách đây chưa lâu Chế tâm nhất xứ Vô sự bất biển Chỉ tâm nhất xứ Chỉ và chế là cùng một ý nghĩa Chỉ cần ý niệm tập trung Không có ý niệm nào khác Chỉ có nhất niệm Việc gì cũng có thể làm được Ngày nay chúng ta tu hành Không phải là tu điều này sao Hy vọng đem những ý niệm này của chúng ta Tất cả ý niệm đều buông bỏ Chỉ có một niệm A-di-đà-phật Chúng ta chế tâm vào một chỗ Chúng ta sẽ chế tâm vào A-di-đà Phật Thật sự chế tâm vào một chỗ Quý vị thấy năng lượng của quý vị lớn biết bao Chế tâm một chỗ trong tình độ tâm gọi là Nhất tâm bất loạn Trong này có lý, có sự Sự nhất tâm bất loạn Là Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Những việc này ta đều có thể làm Lý nhất tâm bất loạn Đó là cảnh giới của Pháp thân Bồ Tát Đó là cõi thật báo trang nghiêm sự việc trong cõi thường tịch quang Chẳng có gì là không làm được Cần phải hiểu rõ những đạo lý này Mới biết diệu dụng của tịnh độ tâm Chỗ cao nhất của tịnh độ tâm Có người thời nay hình dung nói rằng là Bác đại tinh thâm không có gì so sánh được Chúng ta sao lại có thể xem thường tịnh độ Chỉ là ngày nay kinh thì có Nhưng xem không hiểu Chúng tôi mỗi ngày đều xem Xem suốt 60 năm mới hiểu được Mới phát hiện đây là điều cổ nhân nói Đọc sách ngàn bị Nhưng nghĩa của nó phải tự hiểu Đọc ngàn lần ta mới thấy một chút ý nghĩa Nhưng đọc ngàn ngàn lần Thì ý nghĩa ta hiểu được sẽ không giống nhau Một năm 360 ngày một trăm năm là ba dạng sáu ngàn ngày Ba dạng sáu ngàn ngày Mỗi ngày xem đều không giống nhau Ý nghĩa ta đều hiểu được Đến lúc đó Ta mới thật sự hiểu được Những gì Đức Phật nói Do tâm mà hiện Do thức mà biến tâm tưởng sự thành. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Những lời này của đức Phật chúng ta sẽ rõ ràng hiểu hết. Nghe rồi liền gật đầu, đức Phật nói không sai chút nào. Thật sự là như vậy làm gì có đến và đi quý vị nói chúng ta có đến đi chăng lúc tôi còn trẻ có chơi điện ảnh tôi có máy nhiếp ảnh có đầu chiếu phim khi chụp hình chúng ta lập tức phát hiện tại đây xuất hiện và cũng tại đây diệt tận Đĩa phim là dùng cuốn bằng Trước đây tôi dùng là phạm vi nhỏ Máy nhiếp ảnh này Một phút chụp được 24 tấm hình Độ dài của cuốn phim là bốn phút một cuốn phim có thể chụp bốn phút một người từ xa đi lại chúng ta chụp họ từ bên kia đi đến bên này họ có bước đi không? họ không có bước đi. khi tôi chụp họ không bước đi. mỗi tấm ảnh đều là độc lập, không bước đi, không bước đi sao lại đến được bên này? chỗ này sanh ra và chỗ này diệt tận. Đến đây là bên khác Cũng là chỗ này sanh ra Và ở đây diệt tận Có phải là một không? Không phải Quý vị nói xem Cái nào là chính mình Mấy trăm tấm hình Mỗi tấm đều là chính mình Chỉ là bất đồng thời gian Bất đồng nơi chốn. Chúng ta chính là chỗ này sanh ra và chỗ này diệt tận Ổng kinh mấy nhiếp ảnh vừa mở là nó liền sanh ra Nhưng đóng lại là diệt tận Lần thứ hai mở ra thì ta lại xuất hiện Động nắp ống kinh thì ta lại diệt tận Dùng mấy nhiếp ảnh chụp ra thì nhìn thấy chân tướng của mình Đây là tự thân chúng tôi kinh nghiệm Trong Đại Thừa Giáo nói rằng Ở ngay đây Không có quá khứ dị lai Quá khứ dị lai là giả Ngay đây ta không nắm được Vì sao? Bởi nó nhanh quá Ngay đây chính là ngay đây Của Bồ Tát Di Lạc nói Giống như chúng ta quay phim vậy Khi chúng ta chụp Một giây có 24 tấm Nhưng một giây của Ngài có Một ngàn sáu trăm triệu tấm một giây là một ngàn sáu trăm triệu Cái nào là ta? Tất cả đều là ta Không có cái nào không phải là ta Biến pháp giới hư không giới đều là ta Thật giống như nằm mộng vậy Ở trong mộng Tất cả những cảnh giới trong mộng Hoàn toàn là chính mình Đều là trong lòng mình hiện ra Tâm hiện thực biến Là đạo lý này Pháp giới hư không giới Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Thế giới hoa tạng trùng trùng vô tận Đọc đến phẩm thế giới thành tựu Phẩm thế giới thành tựu Chính là loại từ tâm tưởng sanh Nói đi chúng ta do tâm mà hiện Do thức mà biến Thế giới hoa tạng là chỗ này sanh ra Và chỗ này diệt tận Một điều thật thì tất cả đều thật Một điều vọng thì tất cả đều vọng Quý vị nói thật cũng được Quý vị nói giọng cũng được Đều đúng Chỉ cần ta thật sự hiểu rõ được Chân tướng sự thật thì nói thế nào cũng đúng còn không hiểu được thì nói thế nào cũng sai vì sao vì ta chưa khế nhập cảnh giới này linh phong đại sư giải thích về điều này đã dùng mặt trăng để làm thí dụ có duyên thì hiện Hết duyên thì ẩn Ngài đưa ra ví dụ Nước yên thì trăng hiện Hiện tượng này Mọi người chúng ta đều có kinh nghiệm Đêm tối Nhìn xuống mặt nước nước yên ánh trăng hiện trên mặt nước ánh trăng có đến trong hồ này chăng không có đây gọi là chỗ này xuất hiện nước đúng có gần sóng thì ban đêm trăng sẽ không hiện ra Ánh trăng cũng không đến, không đến cũng không đi. Điều này dễ hiểu. Sự thật thì sao? Sự thật đúng là như vậy. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm không đến cũng không đi, không đến và đi nhưng lại chấp trước nó có đến và đi mê là mê ở chỗ này người ngộ biết được không có đến đi không có chấp trước đến và đi đây là giác ngộ Người mê không hiểu được chân tướng sự thật Cho rằng hiện tượng là thật Họ chấp trước có đến và có đi Mê gọi là Pháp Thế gian Ngộ gọi là Pháp Xuất Thế gian có xuất nhập chăng không có thế gian và xuất thế gian là một không phải hai thật sự có thế gian có xuất thế gian ừ không có không tìm thấy chỉ là mê và ngộ không giống nhau giác ngộ thì ngay đây là xuất thế gian vì sao bởi không còn chấp trước thế gian chỉ cần không chấp trước thì bản năng của ta sẽ được phục hồi Bán năng là gì là lục căng mắt phóng quang sao gọi là phóng quang ngày nay chúng ta gọi là sóng ánh sáng giữa vũ trụ rất nhiều sóng ánh sáng mắt chúng ta có thể nhìn thấy nhưng chỉ nhìn thấy sóng ánh sáng nhất định dài hơn sóng ánh sáng này thì không nhìn thấy ngắn hơn sóng ánh sáng này cũng không nhìn thấy đến khi giọng niệm không còn năng lực được phục hồi thì tất cả mức độ sóng ánh sáng Chúng ta đều nhìn thấy hết Khi đó ta sẽ nhìn thấy toàn vũ trụ Chúng ta bây giờ dùng máy móc Dùng tia x quang Để nhìn thấu suốt nội bộ trong cơ thể Sau khi chế tâm vào một chỗ Buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước Thì không cần máy móc Mắt chúng ta còn hay hơn Nhìn còn rõ ràng hơn cả x quang nữa Khắp cơ thể chúng ta Mỗi tế bào đều đang chấn động Người đó cũng biết và thấy rất rõ ràng Những thứ đó cũng có sanh diệt vậy là thay cũ đổi mới à, các nhà khoa học nói tế bào trong cơ thể chúng ta thay cũ đổi mới có chu kỳ đức phật thì không phải ngài thấy chu kỳ này mà đức phật thấy là thấy sát na sanh diệt thấy được điều gì tại đây sinh ra và tại đây sinh diệt chư phật như lai và pháp thân đại sĩ mắt của các ngài có thể thấy khắp biển pháp giới hư không giới ở đâu ngay tại đây thế giới cực lạc ở đâu cũng tại đây còn thế giới qua tảng thì sao cũng ở ngay đây ngay bây giờ giống như bây giờ chúng ta xem tivi vậy toàn thế giới đều xem cùng một hình ảnh chúng ta chỉ cần ấn nút kênh kênh này là truyền hình của nước mỹ thì nước mỹ hiện ra trước mặt đổi kênh khác truyền hình nước anh thì nước anh ngay trước mặt không có đến đi không có trước sau Tại đây sanh ra Và tại đây diệt tận Đây là chân tướng sự thật Chúng ta muốn nhìn thấy quá khứ được chăng? Được Xem hiện tượng của vị lai được chăng? Không có tam tế nên không chướng ngại Chúng ta bây giờ có chướng ngại Chúng ta muốn xem năm trước Cũng không thấy được Chỉ có thể xem băng ghi lại Nhìn dĩ lai cũng không nhìn được Vì dĩ lai thì chưa đến ngày mai phát sang chuyện gì hôm nay vẫn không biết được nếu chúng ta có thiên nhạc có thiên nhạc ta sẽ nhìn thấy hết tất cả hiện tượng đều thay đổi vô cùng những biến đổi này chúng ta đều biết Không có điều gì chẳng biết Trong suốt 49 năm Đức Thế Tôn dạo hóa Thường dùng giấc mộng làm ví dụ Ví dụ rất hay Hiện tượng của vũ trụ Thật sự Nó giống như một giấc mộng Mộng cũng là tại đây sinh ra Và tại đây diệt tận Mộng nó vượt qua Không gian và thời gian Chúng ta xem tiếp kinh văn Cái như lai pháp thần Biện nhất thiết sự Cánh hà năng ngôn Pháp thân tùng hà xứ lai Đáo hà xứ khứ Nhất thiết sự giai thị tự tánh pháp thân cô Duy vị ngộ duyên Nhi hiện lai khứ Thị cô kinh dân Đã dĩ thu nguyện độ sanh Hiện tại Tây Phương Tức thử nghĩa giả Tự tăng biến khắp mọi nơi nên pháp thân Cũng biến khắp mọi nơi biến khắp mọi nơi nên không có đến và đi giống như hiện nay chúng ta nói hư không hư không biến khắp mọi nơi hư không từ đâu đến hư không đi về đâu không có ai đưa ra vấn đề này họ không biết hư không là do pháp tánh biến hiện nó là tướng hư huyễn không có thật điều này giới khoa học cũng đã phát hiện thời gian và không gian đều không có thật nói về thời gian và không gian trong bách pháp minh môn luận đem tất cả pháp của thế xuất thế gian quy nạp thành năm loại lớn gồm có tâm pháp tâm sở hữu pháp sắc pháp bất tương ưng hành pháp vô di pháp năm loại lớn này Bao gồm tất cả Pháp Trong thế và xuất thế gian Thời gian và không gian ở đâu Ở trong bất tương ưng hành Pháp Bất tương ưng hành Pháp Danh từ của người hiện nay gọi là Khái niệm trừ tượng Nó không phải thật Là một khái niệm trừ tượng Không có sự thật nhưng không thể nói nó không có Cũng không thể nói nó có Điều này Ba ngàn năm trước Phật Pháp Đại Thừa đã nói Thời gian không gian không phải là thật Thật chỉ có dù gì Pháp Vô vi Pháp là thật Pháp hữu vi là giả Pháp hữu vi là duyên sanh Có sanh có việc còn trong Pháp vô gì có thật Pháp vô gì Và có tương tự Pháp vô gì Nó không phải là thật Pháp vô gì thật chỉ có một là chân như vô gì Chỉ có Pháp này là thật Pháp thần là chân như vô gì biến khắp mọi nơi tất cả pháp trong khắp mọi nơi đều là pháp thân biến hiện ra pháp thân ở đâu tất cả pháp chính là pháp thân cho nên ta không thể nói pháp thân từ đâu đến phải thật sự thông đạt thấu trị Bất cứ pháp nào cũng không thể nói nó từ đầu đến Không có Nó no căn bản không có đến và đi Có đến có đi chính là giả Không có đến và đi mới là thật Nơi đây sanh ra và nơi đây diệt tận Phật Pháp nói về nhân duyên rất hay Duyên là gì? duyên là ý niệm của chúng sanh chúng sanh nghĩ đến phật phật sẽ hiện tiền chúng sanh không nghĩ đến phật thì phật không xuất hiện chúng sanh nghĩ đến ma ma sẽ hiện tiền không nghĩ thì ma cũng không có Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh ra Ai nghĩ? Chính chúng ta nghĩ chứ không liên quan đến người khác Nên người xưa nói Tự làm tự chịu Câu nói này quá hay Không có một Pháp nào chẳng phải là do ta tự làm cho nên lành giữ hòa phước đều do chính mình gánh chịu Tự làm tự chịu Phật không phải chịu bất cứ điều gì Vì sao vậy? Vì Ngài không nghĩ đến bất cứ điều gì Nên Ngài không chịu bất cứ điều gì Đây gọi là trở về tự tánh Trong tự tánh không có ý niệm nên vô niệm thì tự tánh sẽ xuất hiện, có niệm tự tánh sẽ không thấy nữa. Chẳng phải không thấy mà nó biến chất, nó đã biến thành mê. Thực tế mà nói ngộ là tự tánh, mê cũng là tự tánh. Mê và ngộ khởi dụng không giống nhau, ngộ là quan minh, là linh minh giác trị mê là hồ đồ là không biết điều gì cả mê ngộ đều là tự tánh nên tự tánh khởi tác dụng hoàn toàn không giống nhau Câu này rất quan trọng Nhất thiết pháp Giai thị tự tánh pháp không Tất cả pháp Đều là pháp tướng của tự tánh Đây đều là nói về Thật tướng các pháp Duy dĩ ngộ duyên Như hiện lai sự Duyên là chúng sanh Chúng sanh có cảm Là Đức Phật có ứng Đức Phật ứng Nhưng không có đến và đi Chúng sanh cho rằng có đến và đi Nhưng thực tế không có Trên thực tế là nơi này sanh ra Và nơi này tận diệt Đây là thật Chư Phật Bồ Tát làm gì có đến và đi Quý vị nên biết Chư Phật Bồ Tát không có đến và đi Chúng ta trú trong Pháp thân của Phật Phật chưa từng rời xa chúng ta. Công đức niệm Phật thật không thể nghĩ bằng. Chúng ta niệm Phật A Di Đà là cùng với Phật A Di Đà dung hợp thành một thể. Đây chính là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh ra. Không thể niệm điều gì khác. Niệm gì khác sẽ rất phiền phức. Mỗi ngày ta cứ nghĩ nhớ đến tài sắc danh thực thùy Như vậy ta ở cùng với ai? Ta ở cùng địa ngục Địa ngục có năm điều căn bản Một điều ta cũng chạy không thoát Nếu cả năm điều đều đầy đủ Thì thật không tưởng tượng được tất cả pháp trong biến pháp giới hư không giới đều tùy theo ý niệm của chúng ta hoàn toàn là pháp tánh biến hiện ra nếu ta giác ngộ thì mỗi niệm không rời phật còn nếu là mê hoặc thì mỗi niệm đang tạo nghiệp Lành giữ hòa phúc cũng từ đây mà có Thu nguyện độ sanh Hèn chốt là ở chữ thù này Duyên cũng tại nơi chữ thù này Chúng sanh quá cảm Chứ Phật Bồ Tát liền quá ứng Phật A Di Đà là hiện tại Tây Phương Tây Phương này là Tây Phương của thế giới ta bà thật ra chưa từng rời xa nơi này tây phương là dùng phương tiện để nói thật có tây phương chăng tục đế nói thật có tây phương không phải chân đế vì chân đế không có Chân đệ là duyên mạng Chân đệ là nhất thể Chân đệ là diễn diễn không có phân ly Là tự tánh thanh tịnh viên minh thể Dĩ thượng kinh cụ Là vô sợ lại Đáp sợ dân quốc giới Thử thuộc không gian Biểu thập phương hư không bất ly đường sự Câu này là lời nói rất thật Mười phương hư không không rời xa nơi này Mười phương thế giới đương nhiên cũng không rời nơi này mà ngay tại đây trong hệ niệm pháp sự thiền sư trung phong nói rất hay thử phương tức thị cực lạc chính là tịnh độ tịnh độ tức thị thử phương ngã tâm Tức thị A-di-đà Phật A-di-đà Phật tức thị ngã tâm Hai câu này là Đem nguồn gốc bí mật Của vũ trụ Dạch trần ra Chư Phật như lai Pháp thân Bồ Tát Tự thân chứng được Chứ không phải giả dạ. Mười phương thế giới Đều ngày trước mặt à, Điều này là nói gì Không có không gian Không có cự ly Thượng tắc đáp sợ dẫn chi thời gian diệt Vô sanh vô diệt Phi Quá hiện gì lai Như Niết Bàn Dân Trong kinh Niết Bàn nói Chư hành vô thường Thị sanh diệt Pháp Sanh diệt diệt dĩ Tệt diệt di lạc Chư hành vô thường Hành là hành động Khởi tâm động niệm Là hành động của ý hoặc là chúng ta nói hành vi Ngôn ngữ là hành vi của miệng Động tác của thân thể là hành vi của thân Những hành vi này Đều là vô thường Vì sao? Vì đây là pháp sinh diệt Giống như Bồ Tát Di Lặc nói một giây Có một ngàn sáu trăm triệu lần sanh diệt Sanh diệt diệt dĩ Một phút Một ngàn sáu trăm triệu lần sanh diệt này Thật sự không còn Nó đã bị diệt tận Không khởi tâm không đồng niệm Thì tịch diệt sẽ hiện tiền việc điều gì khởi tâm đồng niệm không còn một giây một ngàn sáu trăm triệu lần sanh diệt là khởi tâm đồng niệm chúng ta thật sự không biết tần số ý niệm của chính mình sao lại cao như vậy Một giây Chấn động Một ngàn sáu trăm triệu lần Tần số cao như vậy Hiện ra hiện tượng tinh thần Như thọ tưởng hành thức Từ thọ tưởng hành thức sanh ra sắc Hiện tượng vật chất Ngũ âm nói lên điều gì? Ngũ âm chính là nói về hiện tượng vật chất nhỏ nhất Nghe nay gọi là lượng tử Ngũ ổn dai không Nên khẳng định lượng tử không tồn tại Trong Phật Pháp nói Cái gì tệ trong cái cực kỳ gì tệ Cái gì tệ trong cái cực kỳ gì tệ đó Đầy đủ hiện tượng của ngũ uẩn. Sát thọ tưởng hành thức Thời gian nó tồn tại chính là Một giây một ngàn sáu trăm triệu Một trên một ngàn sáu trăm triệu Nếu ý niệm này gì Thì sẽ thành Phật Ý niệm này Việt Thì gọi là vô minh đoạn diệt Hiện tượng này gọi là vô thị vô minh Vô thị là gì? Là không có bắt đầu Nghĩa của vô thị chính là vô sanh Vô sanh thì vô diệt Vô thị thì vô chung Nên tưởng gọi là dòng tưởng Vô minh gọi là vô thị vô minh Danh từ này bao hàm ý nghĩa rất sâu Vô thị thật sự nó không có bắt đầu quý vị xem nó bắt đầu thì nó sớm đã bị diệt tận cái thứ hai vô thị vô minh của nó lại hiện ra vẫn là vô thị vô minh toàn bộ là giả không có cái nào là thật người giác ngộ lập tức đoạn trừ nó sẽ dừng lại nên nó là hiện tượng động còn tự tánh thì sao tự tánh là bất động ngài huệ năng nói đâu ngờ tự tánh vốn không dao động đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt không sanh diệt không dao động nên bất động là chân tâm động là dòng tâm, bất động là chánh, động là tà, tà không thắng chánh, nên trong một giây có một ngàn sáu trăm triệu lần dao động Không bằng Một niệm tình Điều này rõ ràng nói lên rằng Ta không thể thắng chanh Một niệm giác Thì một giây trên 1.600 triệu phần trăm lần dao động sẽ dừng lại Sẽ bị diệt tận Lúc này lấy tịch diệt làm niềm vui Ai có thể cảm nhận được Người giác ngộ cảm nhận được Từ vô thị kiếp đến này Tâm này đều là động Đều là loạn Sự trước đến nay chưa từng dừng lại Ngày này đột nhiên dừng lại Dừng lại ở đây chính là thấy đạo Ngộ đạo và khí nhập Khổng tử nói Hợp nhi thời tập chi Bất diệt thuyết hồ Niềm vui đã xuất hiện Niềm vui này không phải là tình cảm Tình cảm là phiền não Nên ở đây nói Tình diệt là vui Vui này không phải là vui của khổ vui khổ vui đều không còn nữa đây gọi là chân lạc niềm vui thật sự khổ vui khổ là khổ vui cũng là khổ Gọi là vui quá sẽ sầu lo Nó không phải thật Nó sẽ có sự biến hóa Hữu Thủ lăng nghiêm Quán âm viên thông chương dần Thủ lăng nghiêm kinh Sanh diệt diệt dĩ Tệp diệt hiện tiền Tệp diệt chính là tự tánh Chính là Niết Bàn Chính là minh tâm kiến tánh mà tâm Môn nói Chỉ cần đoạn diệt sanh diệt Sanh diệt là gì? Chính là ý niệm mà Bồ Tát Di Lạc nói Một khẩy móng tay Có 32 ức 100 ngàn ý niệm một khải móng tay có 32 ức 100 ngàn ý niệm Đây là sanh diệt Sau khi những thứ này đoạn diệt Thì tịch diệt sẽ hiện tiền Tịch diệt là tự tánh Là minh tâm kiện tánh Cái chứng nhập vô sanh Vô sanh tác vô diệt Sanh diệt diệt rồi Mới thật sự hiểu được vô sanh Những điều Ngài Huệ Năng thể hiện cho chúng ta thấy Thật không đơn giản Lúc đó Ngài 24 tuổi Ngài chứng ngộ như thế nào? 24 tuổi Nghe ngũ tổ giảng kinh Kim Cang Giảng đến câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm Ngài đã chứng ngộ Đem cạnh giới mà Ngài chứng ngộ Báo cáo với ngũ tổ hoàng nhẫn Ngài nói đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Cũng chính là nói Tâm thanh tịnh của tự tánh Xưa nay chưa từng bị nhiễm ô Bây giờ có nhiễm ô chăng không có Dù cho đọa vào địa ngục A Tỳ Cũng không nhiễm ô nhiễm ô là gì là ý nhiễm ô á à, lại gia là giọng tâm giọng tâm có nhiễm ô có nhiễm tình nhưng chân tâm không có tiếp theo ngài nói đâu ngờ tự tánh vốn không sanh gì không sanh không gì đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt Cuối cùng Ngài nói Đâu ngờ tự tánh năng sanh dạng Pháp Ngũ tổ hoàng nhẫn vừa nghe Biết rằng Ngài thật sự khai ngộ chứ không phải giả Lập tức truyền y bác cho Ngài Ngài trở thành tổ sư đời thứ sáu của thiền tân Thật không dễ Ngài đã chứng ngộ vô sanh Vô sanh vô diệt chính là câu thứ hai Ngài nói Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt Là không sanh không diệt Phi Quá hiện dị lai Quá là quá khứ Hiện là hiện tại Dị lai Là nói tàm tế Là chỉ về thời gian Không có quá khứ Hiện tại dị lai Cái thời hữu quá hiện dị giả vọng niệm tương tục của Thật sự không có Là do vọng niệm liên tục của chúng ta Tiên niệm diệt thị quá khứ Hạ niệm sanh thị dị lai Vọng niệm bất sanh tắt diệt vô diệt Tắc thời vô quá khứ giữ dị lai Hiện tại niệm niệm bất trụ Cố vô hiện tại Quá khứ hiện tại vị lai Liệu bất khả đắc Liệu là thực sự thấu suốt Thật sự thấu suốt Thời gian là giả Nên không có gì để được Hay nói cách khác Không gian và thời gian đều không có Không nên bị giả tướng của thời gian và không gian làm mê hoặc Nhất định phải nghĩ đến điều này Thế Tôn nói hiện tượng này là Bất tương ưng hành pháp Hiện nay gọi là khái niệm trừu tượng không có thật con người sao lại bị già ở thế gian này lâu liền nghĩ đến già nghĩ đến già thì sẽ già nghĩ đến bệnh thì sẽ bệnh đã bệnh thì phải chết nghĩ đến chết thì sẽ chết tôi nói với quý vị chết là già quý vị không chết chết là thân thể này chết thân thể vật chất này chết qua thời gian lại đầu thai trở lại thay đổi thân khác rồi trở lại sống và chết là hiện tượng liên tục không phải thật như chúng ta thấy có hôm qua hôm nay ngày mai đây đều là giả không phải thật. Năm ngoài. Chúng tôi đọc được một cuốn sách Viết về sự kỳ lạ phát sinh ở cam túc trung quốc hiện tượng kỳ lạ này bây giờ trên thế giới có rất nhiều nước ngoài cũng có chính là bị ma ám Bị ma ám là một người phụ nữ Người phụ nữ nông thôn không biết chữ Linh hồn dựa vào người này Là Hai ngàn một trăm năm trước Thời đại của Đại Đi Khải Tác ở La Mạc Một tổng tư lệnh của quân đoàn Tư lệnh của quân đoàn này Là con trai thứ ba của Khải Ta Khải Ta phái quân đoàn này Hơn 10 vạn người Đến xâm lược Trung Quốc Lúc đó hoàn toàn đi bộ quân đội của họ hai phần ba là kỵ binh một phần ba là bộ binh từ la mã đi đến trung quốc chưa đánh trận nhưng cũng chết vì mợ họ đi được hơn một năm trên đường đi vì không hợp khí hậu nên chết cũng không ít người quân đoàn này không có lính dự bị nên chết một người thì ít đi một người khi đến trung quốc chỉ còn khoảng một nửa số đó nhưng đánh trận với người trung quốc họ vẫn rất ngạo mạn trong bình pháp nói Kiêu binh tất bại Họ quá kiêu ngạo Xem thường người khác Coi người Trung Quốc không ra gì Thân họ rất to lớn Còn người Trung Quốc thấp nhỏ Không ngờ người Trung Quốc biết bày trận Ở Tân Cường Trong một lần giao chiến Lính của họ chết hơn 9.000 người đây là một sự kích động rất lớn Đối với sĩ khí của họ Nên hoài bạo đối với vấn đề Chiếm lĩnh Trung Quốc của họ Đã bị mất đi Nhưng vẫn tiếp tục tiến lên Đến được Cam Túc Ranh giới của Hà Tây Họ chỉ còn lại hơn một dạng người Quân đoàn này hết 9 phần 10 đều chết ở Trung Quốc Sau đó Có thêm mấy lần chiến đấu với người Trung Quốc Binh sĩ của họ càng ngày càng ít Đến cuối cùng chỉ còn lại hơn 200 người Và tập thể đều tự sát Khải tác đại đệ cũng chết tại Trung Quốc Đem câu chuyện này nói ra một cách tỉ mỉ tương tận họ chuyên gia giám định chắc chắn không phải là giả là thật là một quân đoàn của 2.100 năm trước linh hồn của họ không tan hiện nay họ vẫn là quân đoàn người chỉ huy thương yêu binh sĩ Binh sĩ không muốn xa rời vị chỉ huy này Hai ngàn một trăm năm Làm cô hồn quỷ đói Khổ không nói hết Gặp được vị Bồ Tát giúp đỡ họ Vị Bồ Tát này là quan âm Bồ Tát quá thân Họ gọi Ngài là Bồ Tát Lợi Tân Bồ Tát thường thường cứu tế họ Cuốn sách này xuất bản ở Đài Loan Tôi không biết ở đây có không Nhưng Hồng Kông có Điều này nói cho chúng ta biết một sự thật con người không chứ Quý vị xem linh hồn này là 2.100 năm trước Bây giờ vẫn sôi nổi như vậy Họ thỉnh cầu và đến tìm tôi Người bị ám ảnh ở trước mặt Biểu diễn cho tôi xem Cô ta dùng ngôn ngữ cổ của La Mã Nói một cách rất lưu lọ Ca hát biểu diễn cho tôi xem Họ chỉ cầu xin một việc là xây cho họ ngồi miêu để những linh hồn này có chỗ ở ổn định có người hỏi họ tại sao các người không trở về la mã họ nói không trở về được biên giới có thần hộ pháp thần hộ pháp trung quốc không cho họ đi Nên họ không về được. Cư sĩ Tề Tố Bình ở một sơn Đông Thiền dựng ngôi miếu cho họ. Ngôi miếu này dự định khoảng tháng 10 năm nay xong. những linh hồn này có chỗ ở ổn định có một số niệm phật giảng sanh đến thế giới cực lạc cũng có một bộ phận đến thiên đường nhưng vẫn còn một bộ phận vẫn giữ tình trạng trước mắt sự thật này nói rõ một điều là Có người không chết Ở trong lục đạo Người Trung Quốc gọi là linh hồn Nên biết rằng gọi là hồn Tức là đều mê hoặc điên đạo nó không linh Nếu nó linh mà còn chịu nhiều khổ nạn vậy sao Nó không linh Nó đang mê Nó chưa giác ngộ Nên phải để cho chúng nghe kinh một thời gian dài Chúng tôi mời chúng đến đạo tràng Cùng chúng tôi học tập Nghe kinh, niệm Phật Cầu sanh tìm đồ Chúng rất vui mừng tiếp nhận Sau khi giác ngộ không gọi linh hồn nữa Mà gọi là linh tánh Chính là tự tánh Tự tánh mới là chính mình Mới thật sự là tự ngạ Linh hồn là tự ngạ Không thật Thân thể lại càng già Lấy giả cho là thật là sai lầm lớn nhất. Vì để vừa lòng với dục vọng của bản thân nên đã tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Phải chịu khổ báo trong tam đồ địa ngục có đáng không? À, nghĩ không nhiều hơn nữa sẽ nghĩ thông suốt Tôi sẽ không còn hầu hạ thân thể này Chỉ cần cơm nước đạm bạc để thân thể này mạnh khỏe trưởng thành là đủ Cần gì phải làm vừa lòng với dục vọng của nó Ăn uống đơn giản một món Ăn uống chưa gì thử nghĩ xem Ẩm thực là tham dục của ai? Của lưỡi nhưng nuốt vào trong cổ thì không còn mùi vị nữa Nên cái lưỡi ba tấc này Vì vừa lòng với dục vọng của nó Mà sát hại không biết bao nhiêu chúng sanh Quý vị ăn thịt của nó Cảm nhận vị ngon của nó là lưỡi Nhưng khi nuốt xuống rồi thì không còn biết gì nữa Như vậy thì lưỡi tạo nghiệp nặng cỡ nào đức thế tôn khi còn tại thế khiến người xuất gia cơ thể mạnh khỏe là được nên nói tỳ kheo thường mang ba phần bền Vì sao gọi tỳ kheo mang ba phần bệnh Vì như thế sẽ không còn tham luyến thân thể này Chúng ta cần thân này Cần thân để chúng ta tu hành Không thể giúp ta tạo nghiệp Tạo nghiệp thì thật là ghê cơ <laughs> Bài học trước tôi đã nhắc đến Sự nghiêm trọng Của việc phá thai giết người Có một học trò Đưa cho tôi sắp tài liệu trong tài liệu này nói Căn cứ theo tính toán của tổ chức vệ sinh thế giới Trên toàn cầu mỗi ngày Có 15 vạn người phá thai Như vậy chính là giết 15 vạn người Trong đó có 500 người phụ nữ Vì phá thai mà chết Mỗi ngày Có 500 người phụ nữ phá thai mà chết 15 dạng trẻ con bị giết Là mỗi ngày Như vậy thì mỗi năm có bao nhiêu? Một năm có khoảng 5.000 dạng người Chính là 5.000 dạng trẻ em bị vi là một năm Hai năm là một ức Những oan gia trái chủ này Nhất định không tha cho những ai đã làm điều này Đặc biệt còn có một ví dụ Ở Hồng Kông có một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi Cô ta sám hối Vì chính mình đã từng phá thai hơn 10 lần Giết người nhất định phải đền mạng Giết người nhiều như vậy Thì quả báo ở đâu Ở trong địa ngục vô gián Điều này không đáng sợ sao Phụ nữ phá thai Thì họ có tội nhưng người đàn ông cũng có tội như vậy Tội không phải một người Cả hai đều có tội Đây là một tính toán rất chắc chắn Một ngày có 15 vạn người chết nhân số tử vong cao hơn bất cứ chiến tranh nào đây là tình hình xã hội bây giờ thật quá khủng khiếp phải không tao ác nghiêm như vậy họ có thể có phước báo chăng họ sẽ có kết quả tốt chăng các bạn trẻ cần phải giác ngộ đây là một con đường chết mặc dù ta không chết thì suốt cuộc đời này ta sống cũng rất đáng thương tại sao phải tạo nên loại ác nghiệp này Đã từng có người đưa ra vấn đề này Ngày nay mỗi người trên toàn thế giới Chính mình phải cố gắng tự phản tỉnh Tội như vậy đã xứng đáng để đọa địa ngục A Tỳ không? Chắc chắn là đại đa số đều không thể tránh khỏi Vì sao lại tạo nên tội nghiệp nặng nề như vậy Trong kinh vô lượng thọ nói Không nên trách cứ họ Vì sao Họ có nhân quả báo ứng Chư Phật Bồ Tát rất thương xót những hạng người hồ đồ này Thế gian này Xã hội này Hình như là có 200 năm lãng quên đi Nền giáo dục luân lý Đạo đức nhân quả Mới xuất hiện hiện tượng của ngày hôm nay Hai trăm năm trước ở Trung Quốc Do Từ Hy Thái Hậu chấp chính đối với việc giáo dục luân lý nhân quả đã bỏ qua không được coi trọng thời đó có người đọc sách thánh hiền nhưng người làm theo giáo quấn của thánh hiền thì không có có số ít hiền quân tử vô cùng cảm thán bao gồm ông tăng quốc phiền. Họ cảm thán thời đại ngày càng đi xuống. Sau khi nhà Thanh mất nước, Trung Quốc 100 năm động loạn. Xã hội động loạn Luân lý đạo đức Nhân quả Truyền thống văn hóa Không còn ai nhắc đến nữa Tây phương bỏ luôn cả tôn giáo Hai trăm năm trước Tây phương có giáo dục tôn giáo Là khuôn mẫu của đại chúng trong xã hội Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển Mọi người chỉ tin khoa học Mà không tin tôn giáo Nên quý vị nếu hỏi Tại sao xã hội lại trở thành như vậy Địa cầu tại sao nhiều tai biến như vậy Họ đã đánh mất nền giáo dục của Thánh Hiền Giáo dục của nhân tánh Hành vi của con người còn tệ hại hơn cả súc sanh quý vị nghĩ xem đáng thương biết bao tôi ở tại thôn quê dưới chân núi đồ văn ba hình như là ba bốn năm trước trong vườn có con chim bị chết Thầy Kim đem nó chôn trong vườn hoa Một con chim khác Chúng tôi tin rằng Đó là bạn đời của nó Đứng cúi đầu bên chỗ chôn con chim kia Đứng cúi đầu đào thương ở đó Rồi đi vòng quanh ở đó ba ngày chúng tôi nhìn đều khóc vì cảm động chim mà cũng có nghĩa khí như vậy con người không bằng con chim chúng tôi cứ thấy nó ở một bên không chịu bay đi nó cứ cúi đầu và đi quanh được nó cầm thù nó chưa từng tiếp nhận nền giáo dục nhưng chúng ta khai thông nó sẽ có cảm ứng Chúng tôi ở trên núi trồng rau suốt 10 năm Tuyệt đối không dùng hóa chất Không dùng thuốc Côn trùng và chim chóc Chúng tôi đều dùng tâm chân thành khai thông với chúng Chúng tôi trồng rau cải Nhất định rào một khu nhỏ Chuyên môn cung cấp cho chúng Chúng muốn ăn thì đến ăn trong mảnh đó Không phải chỉ định thì nó sẽ không đụng đến Chúng cũng rất giữ chữ tính Côn trùng chim chóc cũng rất có thành tính Chúng tôi trồng cây quả rất nhiều Có hai ba mươi loài cây quả không giống nhau Cũng chỉ định mấy cây chuyên môn dành cho chúng ăn Chúng muốn ăn trái cây thì đến bên mấy cây đó Không chỉ định nó sẽ giữ lại cho chúng tôi Chúng tôi sống với nhau 10 năm Trở thành bạn đạo cùng nhau tu tập Trong vườn rau Chúng ta mở máy niệm Phật Khiến chúng cùng niệm Phật A-di-đà với chúng tôi trên cây cũng như vậy Khiến chim chóc cũng niệm Phật với chúng tôi Ngày nay thật sự sống cùng với chim chóc Tiểu côn trùng kiến Sống chung với chúng dễ hơn nhiều so với sống chung với con người chúng có lương tâm chúng cũng rất giữ chữ tín chúng tôi thương yêu chúng quan tâm chăm sóc chúng chúng cũng thương yêu quan tâm chúng ta chúng tôi gọi chúng là bồ tát côn trùng chim chóc đều là bồ tát chúng ta xem tiếp đoạn kinh vàng ở dưới ở đây quan niệm tổ nói rất hay hiện tại niệm niệm bất trụ cố vô hiện tại hữu ví dụ quá khứ giữ vị lai tắc hà hữu hiện tại quá khứ và vị lai đều không có thì lấy đâu ra hiện tại thì vị kim cang kim dân quá khứ tâm bất khả đắc hiện tại tâm bất khả đắc vị lai tâm bất khả đắc đây là danh ngôn trong kinh kim, kim cang ba loại tâm bất khả đắc Quý vị đi đâu để tìm tâm Ở đây nói đến Tâm là giọng niệm Nên trước chữ niệm Thêm chữ giọng Nó không phải thật. Thự tính tâm danh Tối mạc nhất cứu Di phi khứ lai kim Chánh hiện tam thể Cổ kim bất ly ư đưa niệm Câu này rất quan trọng Ở trước nói Mười phương hư không không rời tại đây Tam thế cổ kim là một niệm Chính là một niệm ngay tại đây Nhưng vì mê Nên không biết chân tướng sự thật Hình như có xưa và nay Có quá khứ hiện tại dị lai Nhưng thật sự giác ngộ mới biết là không có chỉ có một niệm ngay tại đây Khi mê thì có mười phương có hư không Khi ngộ mới biết là không có Chỉ ngay tại đây Nên một niệm tương ứng một niệm Phật niệm niệm tương ứng niệm niệm phật là quan trọng nhất nên đây là con đường để thành phật không nên niệm lung tung những thứ khác nữa tất cả pháp trong thế suốt thế gian đều nên buông bỏ bây giờ là thời đại gì Các nhà dự ngôn xưa nay trong và ngoài nước đều nói Hiện nay thiên tai sắp xảy ra Thời đại này của chúng ta Vừa đúng lúc đạt được kim văn này Kim văn khiến chúng ta hiểu rõ chân tưởng sự thật Vì sao chúng ta không niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật mà cứ nghĩ đến những thứ khác làm gì à, Nghĩ là những thứ thương khác Hoàn toàn là dòng tưởng Nghĩ, nghĩ đến Phật a Di đà Gọi là chánh niệm à, Hy vọng các bạn đồng học của chúng ta Thật sự giác ngộ Thật, thật sự minh bạch thật, thương. Thương. thật sự minh bạch Thật sự giác ngộ Thì trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật Nắm chặt câu này Thì đời này của chúng ta chắc chắn thành tựu Chắc chắn nhập vào cảnh giới Mà trong kinh điển đã dạy Thật tượng các Pháp Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây A-di-đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.